Nhằm duy trì vị trí đầu bảng trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Việt Nam đang triển khai chương trình giảm giá trực tiếp 55 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng mua Ford Everest 2023, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Không những vậy, nhiều đại lý Ford cũng đồng loạt tung ra các gói ưu đãi với giá trị lên tới 70 triệu cho Everest 2023. Nhờ đó, khách hàng mua Ford Everest ở thời điểm này sẽ được nhận mức ưu đãi cộng dồn lên tới 120 triệu. Giá lăn bánh for Everest 2023 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Everest Ambiente giá 1 tỷ lẻ 99 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 253 triệu, tại Sài Gòn là 1 tỷ 231 triệu. Everest Sport giá 1 tỷ 178 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 342 triệu, tại Sài Gòn là 1 tỷ 318 triệu. Everest Titanium giá 1 tỷ 299 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 477 triệu tại Sài Gòn là 1 tỷ 451 triệu. Everest Titanium cộng giá 1 tỷ 468 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 666 triệu, tại Sài Gòn là 1 tỷ 637 triệu. Everest White trách giá 1 tỷ 499 triệu lăn bánh ở Hà Nội là 1 tỷ 701 triệu, tại Sài Gòn là 1 tỷ 671 triệu. Theo các chuyên gia, việc For Việt Nam và đại lý kết hợp tung khuyến mãi cho Everest là nhằm hỗ trợ khách hàng, trong bối cảnh các đối thủ trong phân khúc như Toyota Fortuner, Hai Hyundai Santa Fe đều được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ chính phủ. Trong đó, Everest Trách là phiên bản cao nhất, vừa được giới thiệu tới khách Việt vào tháng 3 vừa qua. Phiên bản này được trang bị hàng loạt chi tiết thiết kế nội ngoại thất độc quyền, bên cạnh đó là các công nghệ tiên tiến và nhiều hệ thống hỗ trợ người lái toàn diện. Về thiết kế, Everest Trách gây ấn tượng mạnh mẽ với lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế độc đáo, bên cạnh đó là vành hợp kim phay 20 inch với phối màu xám Bonder. Màu sắc này tiếp tục được sử dụng trên nhiều chi tiết khác như cản trước chữ H, viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh xe, ốp mang cá và ốp gương càng gia tăng sự nổi bật của ngoại thất xe. Logo trách cũng được bổ sung ở nhiều vị trí như ở cửa trước, cửa cốp sau và trên nắp capo. Khoang hành khách của Everest trách gây ấn tượng với chất liệu da sang trọng và nhiều công nghệ thông minh. Ghế lái và ghế phụ được trang bị chức năng chỉnh điện 8 hướng. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 chấm 4 in và màn hình cảm ứng trung tâm 12 in, đặt dọc được tích hợp hệ thống thông tin giải trí sinh 4A. Everest -check còn được trang bị 8 loa và sạc không dây tiêu chuẩn, và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đồng thời, Everest Swipe sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến toàn diện gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0, hệ thống cảnh báo điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang, và hỗ trợ phanh xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi và giữ làn đường cảnh báo lệch làn đường và camera 360 độ tiêu chuẩn